nhà cung cấp quần áo thể thao cho Nike chuyển khỏi Việt Nam sau khi rời Trung Cộng. Theo bản tin của tờ Bloomberg, vào năm 2016, công ty Elat Antisto, nhà cung cấp quần áo thể thao cho Nike và Lululemon đã rời khỏi Trung Cộng vì điều kiện sản xuất kém. Lúc bấy giờ, công ty đã quyết định đến Việt Nam. Giờ đây, khi chiến tranh thương mại toàn cầu ngày càng nóng lên, Elat gần phải rời khỏi Việt Nam. Chủ tịch của công ty, ông Hun Chung-hai cho biết, sau khi đánh giá tình hình toàn cầu hiện tại, việc quan trọng đối với Elat là đa dạng hóa và không tập trung các cơ sở sản xuất ở một quốc gia. Ông Hun cho biết hiện tại có đến 50% lượng hàng của công ty được sản xuất tại Việt Nam và như vậy là không đủ đa dạng. Căng thẳng thương mại ngày càng leo thang giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng đã làm gián đoạn các đường cung cấp toàn cầu, buộc các công ty phải chuyển sản xuất ra khỏi Trung Cộng và sang các nước khác như Đài Loan, Việt Nam và Bangladesh. Nhưng với việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump củng cố lập trường đối với Việt Nam, nhận định rằng quốc gia này là nước lạm dụng thương mại lớn nhất toàn cầu và đánh thuế nhập cảng cao hơn đối với thép, nhiều công ty nhận ra rằng không có quốc gia nào là đủ an toàn trước loạt thuế của Tổng thống Trump để trở thành một trung tâm cung ứng toàn cầu. Elat hiện đang tìm cách thiết lập nhiều trung tâm sản xuất nhỏ hơn trong khu vực có khả năng phục vụ khách hàng một cách nhanh nhẹn. Ông Hun cho biết công ty sẽ không xây dựng thêm nhà máy hoặc tiếp tục mở rộng tại Việt Nam trong vòng 3 năm tới. Thay vào đó, công ty sẽ đầu tư vào các quốc gia cũng như là những cơ sở mới ở những nước Đông Nam Á như Indonesia hoặc Cambodia. Ông Hun cho biết thêm rằng Elat dự kiến sẽ đầu tư 80 triệu Mỹ Kim để thiết lập 120 dây chuyền sản xuất trong khu vực và hội đồng quản trị sẽ quyết định các địa điểm cụ thể vào cuối năm nay.